Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Thời gian vừa qua em đã giới thiệu đến toàn thể quý anh chị chiếc máy phiên dịch cầm tay VTech đến từ công ty phần mềm VTech Việt Nam. Thì cũng có rất là nhiều anh chị có yêu cầu bên em làm những video để hướng dẫn về cái ứng dụng cuộc họp. Đấy thì trước khi mà giới thiệu về ứng dụng cuộc họp thì em cũng giới thiệu qua cho những anh chị nào đang xem video này mà lần đầu tiên cũng muốn mua một chiếc máy phiên dịch cầm tay với chất lượng tốt và giá thành rẻ. Thì đây là chiếc máy phiên dịch cầm tay phiên bản mới nhất năm 2024 đến từ công ty phần mềm VTech anh chị nhé. Thì trên thân máy có logo thương hiệu độc quyền này, đằng sau sẽ có camera. Bởi vì chiếc máy này có thể sử dụng là dịch giọng nói này, dịch hình ảnh, dịch văn bản, trò chuyện hội nhóm đều được hết anh chị nhé. Hộp của máy thì sẽ có logo thương hiệu độc quyền đến từ công ty phần mềm VTech này. Đấy, hộp độc quyền anh chị nhé. Và cái điều đặc biệt là phiên bản này sẽ sử dụng hỗ trợ SIM 4G trên 83 quốc gia trên toàn cầu anh chị nhé. Tức là khi mà anh chị đi đến bất kỳ quốc gia nào, nếu mà anh chị sử dụng SIM ấy, anh chị có thể phiên dịch được là 138 ngôn ngữ. Và nếu như anh chị không sử dụng SIM thì anh chị có thể phiên dịch được là 140 ngôn ngữ anh chị nhé. Về phần thân máy thì máy được thiết kế rất là đẹp và sử dụng hệ thống là pin sạc. Đấy, khi mà sạc đầy thì máy có thể sử dụng được rất là lâu anh chị nhé. Còn bên ngoài thì nó được thiết kế không có gì, một chiếc điện thoại smartphone thông minh nhỏ gọn sang trọng, anh chị có thể sử dụng để trong túi quần túi áo khi đi làm việc, hoặc là khi mình đi du lịch đi xa thì mình có thể để trong ba lô túi xách anh chị nhé. Về hướng dẫn sử dụng dịch giọng nói thì bên em cũng làm rất là nhiều video rồi, thì trong video ngày hôm nay em muốn hướng dẫn cho toàn thể quý anh chị sử dụng phần cuộc họp. Tức là trong một cuộc họp, nếu như anh chị là người Việt và đối tác hoặc là những người bạn đồng nghiệp là người nước ngoài, ví dụ như là người Anh, người Nhật, người Hàn, mà anh chị muốn nắm bắt tình hình công việc này, hoặc là muốn nghe về phần trò chuyện để mình hiểu được cái nội dung của câu chuyện đó, thì mình có thể sử dụng máy vào phần cuộc họp anh chị nhé. Ở đây thì mỗi một người sẽ sử dụng một máy, ví dụ như cái máy đầu tiên này là người Việt Nam này. Đấy, ví dụ là người Việt. Còn máy thứ hai này là người người nước ngoài, là người nước Anh. Còn máy thứ ba này là người Nhật. Thì bây giờ em sẽ đi vào và cho anh chị cùng xem. Thì trước hết ấy, anh chị sẽ bật máy lên nhé. Ba chiếc máy này thì anh chị sẽ bật nguồn lên nhé. Mỗi người một máy, mỗi người một quốc gia này, mỗi người một một ngôn ngữ anh chị nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ đi vào và tạo lên một cái cuộc họp. Đầu tiên thì khi mà bật máy lên ấy, anh chị sẽ vào cho em đầu tiên đó là danh mục là cuộc họp này. Sau đó anh chị sẽ tạo cho em một cái phiên nói chuyện cho ba máy này cùng nói chuyện được với nhau. Thì mình vào phần khởi đầu này. Thì ví dụ như anh chị tên là Phương nhé. Ví dụ mình lấy tên là Phương này, hoặc là mình lấy tên là Huyền, hoặc là mình lấy tên là gì cũng được anh chị nhé. Ví dụ tên anh chị là Phương này. Đấy. Và ngôn ngữ của anh chị sử dụng ở đây là ngôn ngữ tiếng Việt, và mình tạo đầu vào luôn này. Đấy thì đây chính là cái ID phiên làm việc này. Đấy thì bây giờ em sẽ sử dụng cái người nước ngoài là người Anh nhé. Sẽ vào phần máy của họ này. Đây là người Anh nhé. Đấy thì sẽ vào phần cuộc họp này. Sau đó là tham gia vào cái mục gõ cái ID này vào, gõ cái ID ở trên máy đã tạo rồi là 859929 này. Tham gia này. Đấy thì ví dụ như tên của người này tên là Johnny này. Đấy, tên là Johnny này. Rồi và cái ngôn ngữ mà người này đang người ta đang sử dụng ấy là tiếng Anh. Đấy, vào luôn này. Đấy. Tiếp theo nữa là đến người này là người Nhật anh chị nhá, người này là người Nhật cũng vào mục cuộc họp này. Sau đó vào mục mã ID này là 859929 này. Rồi. Người này tên là Yamamoto này. Và ngôn ngữ là cái người này sử dụng là ngôn ngữ tiếng Nhật anh chị nhé, là tiếng Nhật Bản này. Đấy, đầu vào này, rồi sau xong bắt đầu là chỉ cần bấm khởi đầu này.
Đấy thì đây sẽ là phiên trò chuyện của ba người ngoại quốc khác nhau anh chị nhá. Người Việt này, người Anh và người Nhật. Thì bây giờ ví dụ như một cuộc trò chuyện ở trong này thì bây giờ em sẽ thử cho anh chị cùng xem nhé. Ví dụ như em sẽ nói này. Xin chào mọi người, gần đây mọi người có khỏe không? Đây nhá, đây em gửi một tin nhắn là người Việt nói sang này. Thì cái người tiếng Anh này thì người ta sẽ nhận được là ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Đây. Hello everyone. How is everyone lately? Đấy, đây nhá. Còn người Nhật đấy, người Nhật thì người ta sẽ nhận được cái nội dung bằng tiếng Nhật để cho cái người chủ máy là người ta thuộc quốc gia nào, người ta hiểu về ngôn ngữ nào thì người ta sẽ biết cái cuộc trò chuyện cái nội dung nó như thế nào anh chị nhá. Đây. Konnichiwa. Minasan, ogenki desu ka? Đấy, đây chính là cái ngôn ngữ của người Nhật. Tức là mình ở đây cái người mà chủ đạo người ta nói chuyện ra cái gì thì nó sẽ phiên dịch sang để cho cái người đối tác người ta hiểu. Đấy, thì bây giờ ví dụ như cái người tiếng Anh này người ta muốn trả lời chẳng hạn này thì bây giờ em sẽ nói cho anh chị nhé. I'm fine, thank you. Đây thì ví dụ như anh Johnny này, anh bảo là tôi khỏe này, cảm ơn này. Đây là anh Johnny anh ấy nói nhá. Còn bạn Phương, lúc em bạn Phương mà anh hỏi rồi này. Đấy thì bây giờ em mở ra xem này, xem máy bạn Phương nó sẽ là tiếng Việt hay không nhá. Đấy, tôi ổn nhá, tôi khỏe, cảm ơn bạn này. Anh Johnny anh bảo là khỏe này. Đấy, tiếp theo là sang đến máy của người người Nhật này. Thì anh Johnny anh ấy bảo này. Daijoubu, arigato. Đấy, daijoubu, arigato này. Đấy, đấy là chính là cái phần mà dịch phiên như thế này. Tức là mỗi một người thuộc một ngôn ngữ, ví dụ như bây giờ người Anh người ta không hiểu về ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ tiếng Nhật thì người ta sẽ sử dụng máy này trong cái cuộc họp, trong cái cuộc trò chuyện này thì đều có thể hiểu được cái nội dung toàn bộ câu chuyện này, nó rất là hay anh chị nhá. Ví dụ như là bây giờ em sẽ nói một câu tiếng Nhật chẳng hạn này. Minasan konnichiwa. Đây, em gửi đi nhé. Đây, đây, đây này. Ví dụ như một câu người Nhật người ta chào chẳng hạn trong cái cuộc họp này chẳng hạn. Đấy, thì em nói bằng tiếng Nhật này. Đây là người Nhật người ta đang nói nhá. Thì cái máy của tiếng Anh này, người ta sẽ phiên dịch sang sẵn cho tiếng Anh để cho người Anh người ta hiểu anh chị nhé. Đây. Hello everyone. Đấy, đấy là của anh Yamamoto này. Cái phần dịch cuộc họp này nó rất là hay anh chị nhé. Đây. Đấy, đây là những cái phần trong cái phần nội dung cuộc họp. Ví dụ như em nói thêm một câu nữa tiếng Việt này. Chiều nay chúng ta có cuộc họp rất quan trọng. Mọi người hãy chuẩn bị tài liệu đầy đủ. Đấy, mọi người nhìn nhé. Đấy, em đã có một câu nói này để nhắc nhở cho toàn thể mọi người ở trong nhóm này. Đấy, thì cái người tiếng người Anh ấy, người ta sẽ nhận được một cái nội dung như thế này. This afternoon, we have a very important meeting. Everyone prepare full documentation. Đấy, đây là phần nội dung của người Anh người ta nhận được nhé. Chuyển hóa sang tiếng Anh để cho người Anh người ta hiểu được. Còn tiếng Nhật thì nó sẽ chuyển qua nội dung tiếng Nhật này. Đấy, anh chị quan sát ra, đấy là những cái nó rất là hay. Cái phần phiên dịch cuộc họp này nó sẽ kết nối để cho những người ngoại quốc có cái ngôn ngữ khác nhau có thể trò chuyện một cách rất đơn giản anh chị nhá. Không nhất thiết là mình phải biết ngôn ngữ của nước khác mà mình vẫn có thể trò chuyện được. Đấy, thế nên là nếu mà trong cái thời buổi hiện nay khi mà anh chị rất khó khăn trong cái việc bỏ thời gian ra để đi học về phần ngôn ngữ. Đấy, thì cái chiếc máy dịch này nó sẽ hỗ trợ, bổ trợ cho anh chị trong công việc rất là nhiều. Và anh chị có thể sử dụng luôn chiếc máy này để học tập, để sửa cách phát âm sai. Anh chị ạ, và đặc biệt là mình đi đến bất kỳ quốc gia nào mình mang chiếc máy này đi theo. Thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị có thể nói chuyện được với người nước ngoài, người bản địa, người địa phương. Và chiếc máy này nó có thể chuyển hóa những cái từ lóng từ địa phương nó dịch được rất là tốt. Bởi vì là đây là cái dòng máy mới nó được sử dụng với công nghệ AI này, nó rất là hay anh chị nhá. Đấy, thì những anh chị nào mà đang quan tâm đến dòng thiết bị là máy phiên dịch đến từ công ty phần mềm VTech thì
thì hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của bên công ty em để đặt hàng. Về phần chế độ gửi hàng chẳng hạn, thì bên em sẽ ship hàng đến tận nhà cho anh chị ở tại văn phòng, ở tại cơ quan. Anh chị nhận được hàng thì mình kiểm tra và test thử hàng, nếu chuẩn chỉ sử dụng trơn tru rồi là dịch chuẩn xác thì anh chị lấy hàng. Còn nếu như không chuẩn hoặc là có sự cố sai gì thì anh chị có quyền trả hàng về và không mất bất kỳ một chi phí nào anh chị nhé. Anh chị ở bất kỳ ở địa phương nào, ở đâu, kể cả anh chị ở bên nước ngoài, em đều có thể ship hàng qua cho anh chị được. Đấy, đây là một cái công nghệ vượt bậc vào cái thời buổi hiện tại bây giờ. Không cần phải đi học ngoại ngữ quá nhiều, bởi vì là không phải ai cũng có thời gian rảnh để đi học được. Đa phần mọi người khi mà đến tầm tuổi lao động, được tầm tuổi đi làm rồi thì đều là phải đi kiếm tiền cả anh chị nhé. Thì chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ và bổ trợ cho anh chị rất nhiều. Hiện nay ở trên thị trường cũng có nhiều loại máy, nhưng mà để áp đáp ứng được cho cái nhu cầu sử dụng của người Việt thì không phải chiếc máy nào nó cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy thì anh chị liên hệ đến bên nhà em để đặt mua chiếc máy có tên gọi là V90, máy hỗ trợ SIM 4G này anh chị nhé. Đi đến bất kỳ quốc gia nào mình đều có thể dịch được anh chị ạ. Thì cái chiếc máy này này, khi mà anh chị kết nối mạng ấy thì nó có thể phiên dịch được rất là nhiều các loại ngôn ngữ. Và em sẽ thoát khỏi phiên này nhé. Khi mà anh chị đã sử dụng kết nối mạng ấy, mà anh chị vào phần bản dịch trực tuyến này này, thì anh chị sẽ có thể thấy là máy này nó sẽ cho ra được 138 ngôn ngữ trên toàn cầu anh chị nhé. Rất là nhiều. Chỉ cần lắp chiếc SIM vào thôi, không cần wifi, chỉ cần lắp SIM vào là mình có thể dịch được rất nhiều loại ngôn ngữ. Đi đến bất kỳ nơi đâu ở trên thế giới này, anh chị đều có thể trò chuyện được với người bản địa, người địa phương một cách rất là trơn tru mượt mà. Hỏi thăm đường xá, hỏi thăm địa chỉ rất vô tư thoải mái luôn anh chị nhé. Rồi, anh chị nào thấy video này hay thì hãy bấm cho em một nút like, một nút đăng ký kênh để có thể thường xuyên cập nhật được những cái video hay giới thiệu về dòng máy phiên dịch mới nhất của công ty phần mềm Vitech. Và hãy bấm đăng ký kênh anh chị nhé. Đấy, cảm ơn anh chị đã theo dõi clip.